Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi đến chủ đề về người tuổi cả nam giới và nữ giới, tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Chủ đề chính mình nói ngày hôm nay đã liên quan đến màu sắc, tức là cái tuổi Ất Hợi này là mệnh hỏa. Thì các bạn khi sử dụng mua đồ trang sức này, đồ đạc này, hay là vận dụng của mình như ví hoặc là một số đồ cá nhân, thì các bạn nếu quan tâm một chút đến phong thủy ấy, cái này rất hay. Cái này cũng cực kỳ, gọi là cũng được lưu truyền lại về tử vi, nó cũng là chiếm một cái tỷ lệ đúng nào đó nhất định, các bạn có thể tham khảo để cho vui. Tức là cái tuổi Ất Hợi là mệnh hỏa, thì nó gọi là sơn đầu hỏa, nghĩa là lửa trên đỉnh núi. Đấy, cái tuổi năm 1995. Thì theo phong thủy thì người tuổi Ất Hợi thì hợp với những màu sắc liên quan đến cái phần mộc. Đấy, thì đi thẳng vào vấn đề ấy, thì với hai cái mảng màu chính của cái tuổi Ất Hợi này ấy, thì nó là một mảng màu màu mộc này và mảng màu hỏa. Tức là tuổi Ất Hợi sẽ hợp với hai màu là màu mảng màu mộc và màu hỏa. Đấy, mộc có nghĩa là cây cối, hỏa là liên quan đến lửa đấy. Đấy, mảng hỏa là màu của lửa, như là màu đỏ này, màu cam này, màu tím này, màu hồng này. Còn đối với cây cối thì nó liên quan đến màu màu xanh. Đấy, xanh lá cây hoặc một số màu xanh nhạt. Đấy, thì màu tương sinh của nó thì các bạn tuổi Hợi nên lựa chọn quần áo và các loại xe đồ đạc của mình có màu xanh nhẹ một chút, sẽ khiến cho bạn trở nên tươi mới hơn, vì bản mệnh của bạn là rất hợp với màu xanh lục. Đấy, vì sao? Tức là vì mộc này, mộc sinh hỏa. Đấy, đặc biệt nếu bạn có một làn da trắng thì các bạn nên chọn màu đỏ hoặc màu hồng, hoặc là có thể là màu tím, để tạo nên sự tự tin và nổi bật trước đám đông. Và đồng thời cái màu ấy nó cũng mang lại cho các bạn một cái sự hút tài lộc cho mình. Cái này là cũng theo tử vi, nó là một cái gì đấy tương đối, nhưng mà các bạn có thể tham khảo. Để thứ nhất nó cũng là không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà nó cũng giúp một phần nào đấy, mình nghĩ là sẽ giúp một phần nào đấy cho các bạn trong cái vấn đề kinh doanh, nhất là kinh doanh. Về bên cạnh những cái màu sắc mà nó hợp thì các bạn cũng lưu ý, tức là có một số màu cái mệnh hỏa của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 này. Đó chính là ví dụ như màu xanh xanh nước ấy, đấy, và màu đen, vì màu đen thì tượng trưng cho hành thủy, mà thủy thì lại khắc hỏa, đấy, không tốt cho tuổi Ất Hợi. Màu xanh nước cũng thế, xanh nước cũng thế, tức là tất cả các màu gì các bạn tưởng tượng nó liên quan đến mệnh thủy ấy, thủy khắc hỏa thì sẽ không tốt. Những cái màu này thì ví dụ như các bạn khi chọn ví chẳng hạn, chọn đồ đạc, ví dụ đặc biệt là chọn xe, nếu chọn xe các bạn chốt thích màu xanh ấy, thì các bạn có thể chọn những cái màu mà khác nó pha lẫn để nó làm bớt đi được cái màu xanh ở trên phần xe của mình, thì mình vẫn có thể sử dụng được. Đấy, thì mình cũng chỉ nói ngắn thế thôi, một sơ có một chỗ lưu ý sơ qua về màu sắc của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Thì cái mệnh hỏa của tuổi 95 thì các bạn nên nhớ là tính từ ngày 3 tháng 1 đến năm sinh ấy, ngày sinh ấy là ngày 3 tháng 1 1995 đến ngày 18 tháng 2 năm 1996, thì các bạn là vào cung, là cung mệnh hỏa, sơn đầu hỏa. Cảm ơn các bạn đã xem video.
hãy ủng hộ mình bằng cách là ấn like video hoặc chia sẻ video giúp mình. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.